Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Nhân Sâm Cường Phát. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn sử dụng đông trùng 60 viên hộp gỗ vàng của Cang Hoa. Trong cuộc sống hiện nay, con người đối mặt với nhiều nguy cơ của khói bụi, ô nhiễm môi trường. Đông trùng hạ thảo chính là một trong những bí quyết, là một sản phẩm của chức năng đối với sức khỏe con người. Bạn sẽ không thể bỏ qua được loại dược phẩm quý hiếm này. Tác dụng của đông trùng hạ thảo đông trùng 60 viên Hàn Quốc, đông trùng gỗ vàng con phượng bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, chống miễn dịch, tăng hệ miễn dịch, phòng chống bệnh tật. Sản phẩm được bao gồm một lớp bóng chống sốc, một hộp gỗ rất là sang trọng, cùng với một túi sách đi kèm. Mặt trước là chìa khóa hình con rùa, đằng trên mặt là sản phẩm là ông thần y và tem mã code của sản phẩm. Trọng lượng của một viên là 37,5 gram. Bên trong gồm có 60 viên tất cả. Đông trùng còn tăng hỗ trợ cho giúp cường dương bổ thận, tráng dương, giúp tăng chức năng tình dục, còn tác dụng đối với bệnh yếu sinh lý. Đông trùng hạ thảo cao cấp hộp gỗ vàng. Đằng sau là hạn sử dụng 11 tháng 8 năm 2023. Cùng với mã code của sản phẩm trên hộp gồm có thành phần, chức năng, cấu tạo và cách sử dụng. Đông trùng giúp điều hòa huyết áp, làm hạ huyết áp ở người cao huyết áp, giữ ổn định nhịp tim, tăng sức đề kháng, giúp lưu thông máu trong cơ thể, bảo vệ thận. Viên đông trùng hạ thảo có tác dụng chống lại tác dụng xấu của tân dược đối với thận, thí dụ đối với độc tính của cephaloepherin A. Đông trùng hạ thảo Hàn Quốc hộp gỗ vàng còn tăng cường chức năng tiêu hóa, tăng chức năng tiêu hóa và thụ các chất dinh dưỡng. Đông trùng hạ thảo cao cấp còn làm chậm quá trình lão hóa. Đông trùng hạ thảo giúp chống quá trình lão hóa, giúp kéo dài tuổi thọ. Bên trong sản phẩm gồm một tờ giấy vàng hình của con rồng, có mã của an toàn thực phẩm chức năng, chứng nhận thực phẩm chức năng của Hàn, và hình hai con phượng cùng ông thần y ở ngoài vỏ hộp. Bên trong gồm 60 viên, mỗi hộp gồm 60 viên, một hàng là 6 hộp, có 10 hàng là 60 viên tất cả. Đông trùng còn giúp giảm cholesterol trong máu xấu, giảm cholesterol, tăng cholesterol tốt cho cơ thể. Thành phần của đông trùng hạ thảo gồm có là thành phần chính là đông trùng hạ thảo được nuôi trồng lâu năm tại Hàn Quốc. Các thành phần khác là nhân sâm, mật ong, các dưỡng chất axit cordyceps, adenosine, các vitamin
vitamin C, vitamin B2, vitamin E và rất nhiều dưỡng chất. Tất cả đều là những nguyên liệu và thành phần cực tốt cho sức khỏe của con người. Mỗi một hộp mà gồm có bên trong là một hộp nhựa được đóng bọc qua một lớp bọc rất là chắc chắn. Cách sử dụng của đông trùng hạ thảo, không phải uống càng nhiều thực phẩm chức năng thì càng tốt, mỗi loại có cách sử dụng và liều lượng dùng khác nhau. Vì thế mọi người cần hiểu rõ về công dụng cũng như cách sử dụng của đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên để không mắc sai lầm trong quá trình sử dụng. Với mỗi lứa tuổi khác nhau cũng sẽ có chỉ định về liều lượng sử dụng. Người lớn sẽ uống đến 1/2 viên một ngày, mỗi lần chỉ uống một viên đông trùng hạ thảo. Trẻ em dưới 13 tuổi sẽ uống với liều lượng bằng nửa liều lượng dành cho người lớn, 1/2 đến 1 viên một ngày. Cũng như rằng đông trùng hạ thảo chỉ nên uống khi bụng đói trước khi ăn 30 phút mới có hiệu quả để cơ thể hấp thu tinh chất một cách tốt nhất, và ngoài bảo quản nơi khô ráo tránh nắng mặt trời, và tốt nhất là uống với nước ấm, không nên uống với nước lạnh để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đông trùng người dành cho tất cả mọi lứa tuổi. Những người mà cao tuổi thì nên dùng đông trùng để chống lão hóa, chống bệnh tật và điều hòa huyết áp cho người cao tuổi. Đối với những người làm văn phòng mệt mỏi thì giúp giảm stress, căng thẳng, mệt mỏi, giúp lưu thông máu, tuần hoàn máu được khỏe mạnh và làm việc được hiệu quả tốt nhất. Với những trẻ em biếng ăn, lười ăn, suy dinh dưỡng, cơ thể suy nhược thì nên dùng từ 13 tuổi trở lên thì nên dùng 1/2 viên mỗi ngày, giúp kích thích ăn uống, hệ tiêu hóa được khỏe mạnh, sức đề kháng đối với môi trường được tốt hơn. Vì đông trùng hạ thảo là dạng thực phẩm chức năng nên có thể dùng thường xuyên, một năm dùng 2 đến 3 hộp xong dừng lại. Nếu có điều kiện thì có thể dùng thường xuyên vì là dạng thực phẩm chức năng không ảnh hưởng và không có bất kỳ một tác dụng phụ nào đối với cơ thể. Sản phẩm là món quà biếu rất ý nghĩa cho bạn và gia đình, người thân. Sản phẩm gồm một túi sách đi kèm nên làm quà biếu, quà tặng rất là hợp lý nhân những ngày lễ Tết biếu tặng. Sản phẩm là một món quà rất là sang trọng và lịch sự, nhẹ nhàng mà tràn đầy sức khỏe. Mỗi một sản phẩm kèm theo một túi sách sang trọng và lịch sự, giúp làm quà biếu rất là tiện lợi. Mọi thắc mắc tư vấn về sản phẩm xin liên hệ với mình theo số điện thoại trên để mình được tư vấn một cách hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Nhân Sâm Cường Phát. Các bạn cảm thấy video ý nghĩa thì giúp mình đăng ký và like để mình ra thêm những video tiếp theo bổ ích và chia sẻ nhiều hơn về những sản phẩm nhân sâm, đông trùng, nấm linh chi, an cung của Hàn Quốc được hiệu quả và tốt nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày thật tràn niềm vui và sức khỏe. Tạm biệt các bạn.